À, chào các em, chúng ta qua chủ đề 6 đó là chất khí và dạng 2, phương trình đẳng tích hay còn gọi là định luật Shackler. Và để làm bài toán này ta có những phương pháp như sau. Có nghĩa là chúng ta phải thuộc được cái phương trình của nó là tỷ số giữa áp suất và nhiệt độ tuyệt đối lặng số. Ở đây thầy nhấn mạnh nhiệt độ tuyệt đối có nghĩa là T in. Và cụ thể hơn để làm bài toán ta có tỷ số áp suất B1 trên nhiệt độ tuyệt đối T1 nghĩa là trạng thái 1 bằng tỷ số áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của trạng thái 2. Hai tỷ số này bằng nhau. B1 trên T1 bằng B2 trên T2. Và B chính là áp suất, T là nhiệt độ tuyệt đối K. Và nhiệt độ tuyệt đối K này nó sẽ bằng nhiệt độ C là T nhỏ cộng 273. Thì nhấn mạnh lại, trong cái đề chúng ta hay viết sai về cái ký tự T, ta phân biệt rõ T in và T thường. T thường là nhiệt độ C, T in là nhiệt độ tuyệt đối, và ta phải đổi về nhiệt độ tuyệt đối để ráp vào công thức của phương trình Shackler. Và những cái lưu ý để mình làm bài tập thì đây là một cái quá trình đẳng tích, thì thể tích nó không đổi, áp suất nó sẽ tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối T in. À, áp suất tỷ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. Và hình dạng đồ thị của nó cũng có ba trục BT, BV và VT. Thì BT thì đường đẳng tích là đường thẳng qua góc tọa độ, qua góc tọa độ nha các em. BV và VT là đường thẳng vuông góc với trục thể tích, đẳng tích mà, thì vuông góc với trục thể tích. Rồi, chúng ta qua bài tập hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ qua ba bài tập của nó. Đây là ba bài tập các em làm vào.